xin chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trên kênh truyền hình ô tô BKTV để tìm hiểu về những thông tin vô cùng hấp dẫn về thị trường ô tô hiện nay ngày hôm nay có thông tin gì mới hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé Vinfast VF e34 giá 690 triệu đồng trang bị những gì Vinfast VF e34 sẽ được hãng xe Việt trang bị nhiều tiện nghi được xem là hợp lý và đủ dùng của mẫu ô tô điện xếp trong phân khúc và tầm giá này. Mẫu ô tô điện Vinfast VFE34 có thiết kế hướng đến mục đích chính là di chuyển trong đô thị với tầm hoạt động 300 km cho mỗi lần sạc đầy. Do đó kích thước xe tương đương các mẫu xe Kia Seltos, Honda HR-V, Hyundai Kona hay Toyota Corolla Cross. Động cơ điện đủ sức mạnh. Vinfast VFE34 trang bị một động cơ điện đặt tại cầu trước cho mô men xoắn cực đại 242 Nm. Công suất tối đa 110 kW tương đương 147 HP. Xe sử dụng hệ thống treo trước McPherson, treo sau dạng thanh xoắn, cung cấp cho khối động cơ điện là bộ pin dung lượng 42 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong trường hợp khách hàng sử dụng tính năng sạc nhanh, với 15 phút sạc xe có thể đi được 180 km. Để mang lại tiện ích sử dụng cho người dùng, VinFast cũng triển khai chính sách cho thuê pin thay vì bán kèm pin thông thường. Theo đó, khi pin có khả năng tiếp nhận sạc xuống dưới 70% sẽ được đổi mới hoàn toàn. Đặc biệt để minh chứng cho chất lượng lâu dài, VinFast áp dụng chính sách bảo hành lên đến 10 năm cho VFE34. Thiết kế hiện đại, gọn gàng VinFast VFE34 có chiều dài cơ sở đạt 2.611mm, kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt, lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, khoảng sáng gầm xe đạt 180 mm và trọng lượng không tải 1.490 kg. Hãng xe cung cấp 8 tùy chọn màu sắc cho khách hàng. Ở phần đầu xe VinFast VF E34 trang bị giải đèn LED nhận diện ban ngày, dạng cánh chim, tương tự hai mẫu xe VinFast Lux trước đó. Đặt thấp hơn ở phía dưới là cụ đèn chiếu sáng chính và giải đèn gầm, tất cả đều được trang bị công nghệ LED hiện đại. VinFast VF-E34 là mẫu ô tô điện, chính vì vậy phần đầu xe không còn sự xuất hiện của lưới tảng nhiệt như trên các xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường. Bên hông VinFast VF-E34 còn sở hữu thiết kế khá vừa mắt với các đường chrome bao quanh cửa sổ và phần dưới cánh cửa, mâm xe 18 inch đi cùng vòm bánh xe màu đen nhám. Ngoài ra thì VinFast VF -E 34 cũng được trang bị giá nóc, anten với cá mập và gương chiếu hậu tích hợp chỉnh hoặc gập điện và đèn báo rẽ. Ở phía sau VinFast VF -E 34 là phiên bản thu nhỏ của mẫu xe bề thế VinFast Lux SA 2.0, xe trang bị giải đèn nhận diện và cụm đèn hậu LED đặc trưng của VinFast. So với các đối thủ cùng phân khúc, VinFast VF E34 là mẫu xe duy nhất trang bị cốp đóng mở điện. Nội thất hiện đại Tổng thể nội thất có tùy chọn hai màu sắc đen granite và màu be. Các chi tiết được thiết kế tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Ghế ngồi được bọc ra cao cấp với các chi tiết tô điểm hiện đại. Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, hàng ghế thứ hai gập 60 40. Ở vị trí người lái, Vô lăng D-Cut ba chấu thể thao với logo chữ V nổi bật ở giữa, được tích hợp rất nhiều nút bấm. Ngay phía sau là màn hình LCD thông tin cho người lái, kích thước 7 inch đa màu sắc. Cụ màn hình thông tin giải trí kích thước 10 inch được đặt dọc, tương tự như trên các mẫu xe Vinfast Lux hiện tại. Bên dưới là núm xoay thay cho cần số thông thường di chuyển. Ngoài ra còn có một nút bấm ở phía dưới núm xoay, rất có thể đây là nút để tùy chọn chế độ lái. VinFast VF e34 trang bị hệ thống điều hòa tự động một vùng, có khả năng lọc bụi mịn PM2.5. Các cửa gió điều hòa thiết kế nằm gọn trên táp lô và cho hàng ghế thứ hai. Nhiều tiện nghi, an toàn đủ dùng. VinFast VF e34 sở hữu các tính năng thông minh như cập nhật phần mềm từ xa, định vị trí xe, báo cáo thông số xe, thông số hành trình, tự động chẩn đoán và cảnh báo các vấn đề của xe, tìm đường tới trạm sạc gần nhất tìm đường tới đại lý vân vân. Ngoài ra để phục vụ chủ hiệu xe hiệu quả, VinFast VF e34 cung cấp các dịch vụ trò chơi và giải trí thông qua Android Auto và Apple CarPlay. AI được trang bị trên xe hỗ trợ khả năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, học hoặc ghi nhớ thói quen sử dụng tính năng giải trí và điều hòa của mỗi người dùng. Xe trang bị tính năng cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa xe hỗ trợ khởi hành ngang dốc cảnh báo áp suất lốp móc cố định ghế trẻ em Isofix hệ thống camera giám sát 360 độ và các cảm biến va chạm trước hoặc sau đèn tự động gạt mưa tự động gương chiếu hậu chống chói tự động Vinfast VF e34 còn có tính năng tự động điều chỉnh pha hoặc cốt về trang bị an toàn bị động Vinfast VF e34 trang bị hệ thống an toàn 6 túi khí các trang bị tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, vân vân. Giá bán dễ tiếp cận Các mẫu ô tô điện tương đồng với kích thước với VinFast VF E34 có giá không dưới 1 tỷ đồng nếu nhập về Việt Nam. Ví như các mẫu xe cùng kích thước như là Hyundai Kona Electric, Kia e Pegros E2008, ZS EV hay cao cấp hơn là Volvo XC40 Recharge Lexus UX 300E. Cụ thể hơn là tại Mỹ, Hyundai Kona Electric đời 2021 có giá từ 21.700 đô la Mỹ. Sau khi nhập về Việt Nam, mẫu xe này có giá không dưới 1 tỷ đồng sau khi đóng thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT. Cao hơn nữa là Peugeot E2008, nếu đưa về Việt Nam cũng sẽ có mức giá bị đẩy lên hơn 2 tỷ đồng sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí. Như vậy có thể nói là chính sách giá cũng như hình thức thuê pin của VinFast VF E34 hiện tại là cực kỳ có lợi cho người dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video này. Mình là Ánh Ngọc. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay cần tư vấn gì thêm, vui lòng để lại phía dưới phần comment của chúng mình nhé. Và cũng đừng quên nhấn follow để ủng hộ đội ngũ của BKTV còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại